Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiêu thụ hoa, cây cảnh gặp nhiều khó khăn. Lường trước được tình huống đó, người dân tại các vùng trồng quất cảnh, hoa ở các xã Hoàn Long, Đồng Than, huyện Yên Mỹ đã chủ động tìm những giải pháp để tiêu thụ sản phẩm. Những năm trước, đây là thời gian nhộn nhịp nhất trên cánh đồng quất cảnh thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, khi thương lái từ khắp nơi về mua bán, vận chuyển hàng hóa, nhưng năm nay, không khí có phần trầm lắng. Ngoài việc kết nối với thị trường truyền thống tại các tỉnh miền Trung, người dân đã mở rộng tiêu thụ tại các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và đẩy mạnh việc bán lẻ bằng nhiều hình thức. Bà con thì qua những trang Facebook và Zalo để quảng cáo quất thương hiệu của thôn Trấn Đông, mong các thương lái về để tiêu thụ quất và phục vụ Tết cho năm 2022 được thuận lợi và tăng thêm thu nhập cho bà con. Diện tích bán của thôn Trấn Đông thì đến giờ phút này nó rơi vào được tầm 70% rồi ạ. Với đặc thù trồng các loại cây hoa cảnh có thể chơi quanh năm như mộc, hoa đơn, hoa trà, hải đường, nên người dân xã Đồng Than đã chủ động ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác để kéo dài thời gian thu hoạch, tránh phụ thuộc vào thị trường Tết Nguyên đán. Nhờ đó, giá hoa cây cảnh tại xã Đồng Than vẫn ổn định. Một số loại như mộc, hải đường tăng khoảng 20.000 đồng một cây. Cách đây 3-4 tháng là đã bán rồi. Đấy. Thế mà bán cho suốt đến tháng 2, tháng 3 là thương lái cứ đến ta mua dần dần, chứ không dồn vào ngày Tết đâu. Giá cả thì vẫn ổn định và có chiều hướng là vẫn thấy tăng lên, có những cái vườn đẹp tăng lên 20-30.000 một cây. Huyện Yên Mỹ có khoảng 60 mẫu trồng hoa quất cảnh. Dù người dân đã chủ động tìm giải pháp ứng phó diễn biến dịch phức tạp, nhưng việc tiêu thụ cây cảnh dịp Tết cũng đã ảnh hưởng. Giá cả cam quất cảnh giảm khoảng 50-70.000 đồng một cây, nhưng một số diện tích vẫn chưa được bán.